SCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Tâm điểm của tuần qua có lẽ không gì khác ngoài trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 gặp đội tuyển Trung Quốc. Đã lâu không đối đầu, lại ở vào thời điểm bóng đá Việt Nam có những bước tiến rất mạnh mẽ, thế nên rất nhiều cổ động viên đã kỳ vọng vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Dù không thể có điểm trong trận đấu này, nhưng các tuyển thủ của chúng ta đã thể hiện một tinh thần thi đấu quả cảm. Đội tuyển Trung Quốc nhập cuộc tốt hơn ở những phút đầu tiên, nhưng sau đó, đội tuyển Việt Nam mới là những người nắm thế chủ động trong hiệp 1. Mặc dù vậy, kịch tính của trận đấu lại nằm ở hiệp 2. Mải dâng cao tấn công, đội tuyển Việt Nam đã để lộ ra những khoảng trống và thủng lưới bàn đầu tiên ở phút thứ 53. Sau một tình huống phản công của đội bạn, chưa kịp có bàn thắng gỡ hòa, mọi thứ lại càng thêm khó khăn cho chúng ta khi Trung Quốc nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 75. Ở quãng thời gian cuối trận, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện tinh thần quả cảm khi có liên tiếp hai bàn thắng ở các phút 80 của Hồ Tấn Tài và phút 90 của Nguyễn Tiến Linh để đưa trận đấu về thế cân bằng. Đáng tiếc là chỉ một thoáng mất tập trung của hàng phòng ngự ở phút bù giờ cuối cùng đã khiến cho chúng ta mất điểm một cách nghiệt ngã. Đội tuyển Việt Nam đã thua 2-3 với pha thủng lưới ở phút bù giờ. Hôm nay đội tuyển thi đấu tốt, không bỏ cuộc dù bị dẫn trước 2 bàn. Kết quả thua là rất đáng tiếc. Có lẽ tôi đã thành người quá sớm. Đó là lỗi của tôi. Sai sót của cầu thủ là lỗi và trách nhiệm của huấn luyện viên, người sử dụng cầu thủ. Tôi không thể chia sẻ gì vào lúc này. Các cầu thủ có sai sót mới trưởng thành được. Tôi xin nói lại rằng, sai sót của cầu thủ là lỗi của huấn luyện viên khi thay đổi người. Dù thất bại nhưng đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là hàng công, đã có màn thể hiện tốt trước đội tuyển Trung Quốc được đánh giá cao hơn, lại có một số cầu thủ nhập tịch trong đội hình. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn còn nguyên cơ hội để đòi lại món nợ này ở trận đấu lượt về sẽ được diễn ra vào tối ngày 1 tháng 2 năm 2022, tức ngày 1 Tết Nhâm Dần. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói thêm một chút về bóng đá Trung Quốc. Nếu như ở cấp đội tuyển quốc gia, bóng đá Trung Quốc vẫn còn chật vật với tham vọng đẳng cấp châu lục và thế giới, thì ở các giải đấu quốc nội, Chinese Super League của họ 10 năm qua lại là điểm đến của những ngôi sao quốc tế sáng giá. Đó là kết quả của quá trình đầu tư phát triển nóng với hàng trăm triệu đô la Mỹ từ các doanh nghiệp nước này. Những gương mặt đẳng cấp như Drogba, Pato, Oscar hay Paulinho sẵn sàng từ bỏ các giải đấu đỉnh cao ở châu Âu để đến với Trung Quốc theo tiếng gọi của đồng tiền. Tuy nhiên, rất có thể mọi thứ sẽ thay đổi trong thời gian tới khi mà rất nhiều câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc có dấu hiệu đuối sức sau khi các doanh nghiệp bảo trợ gặp khó khăn. Tiếp theo sự sụp đổ của đương kim vô địch Giang Tô vào hồi đầu năm, tình trạng báo động cũng đang đến với đội bóng số 1 Trung Quốc, đó là câu lạc bộ Quảng Châu. Câu lạc bộ Quảng Châu là đội bóng số 1 Trung Quốc trong 10 năm qua. Dưới sự bảo trợ của tập đoàn bất động sản Evergrande, họ đã vung tiền để đưa về những ngôi sao đẳng cấp thế giới trên băng ghế chỉ đạo, lần lượt là những huấn luyện viên danh tiếng như hai nhà vô địch World Cup là Marcello Lippi và Felipe Scolari, hay gần đây hơn là Fabio Cannavaro. Còn trên sân cỏ, đội bóng Trung Quốc từng sở hữu những ngôi sao sáng giá như bộ đôi tuyển thủ Brazil là Paulinho và Robinho, hai tuyển thủ Italia là Diamanti và Alberto Gilardino, hay tiền đạo người Colombia Jackson Martinez từ Atlético Madrid. Với sức mạnh của đồng tiền, câu lạc bộ Quảng Châu từ một đội bóng ở giải hạng dưới đã giành quyền thăng hạng Chinese Super League năm 2010 và ngay lập tức vô địch quốc gia năm 2011. Kể từ đó đến nay, họ được coi là một thế lực của bóng đá Trung Quốc khi 8 lần vô địch trong 10 năm qua, cùng với đó là 2 lần giành AFC Champions League năm 2013 và 2015. Có thể nói rằng, câu lạc bộ Quảng Châu chính là một trong những đội bóng tạo nên cuộc chạy đua về tài chính ở giải ngoại hạng Trung Quốc hơn một thập kỷ qua. Đến đầu năm 2021, khi mà đội bóng vô địch Chinese Super League 2020 câu lạc bộ Giang Tô tỏ ra đuối sức về tài chính và phải tuyên bố dừng hoạt động, thì nhiều người đã lo ngại về tương lai của bóng đá ở đất nước đông dân nhất thế giới. Và cho đến thời điểm hiện tại, đội bóng giàu mạnh nhất là Quảng Châu đã chính thức bước vào giai đoạn khó khăn khi tập đoàn sở hữu câu lạc bộ là Evergrande đang đứng trước khoản nợ lên tới 300 tỷ đô la Mỹ. Từ đội bóng lắm tiền nhiều của, câu lạc bộ Quảng Châu có nguy cơ đi theo vết xe đổ của Giang Tô. Tập đoàn Evergrande, đơn vị nắm quyền sở hữu câu lạc bộ, đang vướng vào khủng hoảng nặng nề về tài chính với khoản nợ khổng lồ không có khả năng chi trả. Không chỉ ảnh hưởng đến bóng đá, khó khăn của tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc còn kéo theo hệ lụy ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, tương lai của sân vận động Quảng Châu, công trình được ví là hiện đại nhất thế giới với tổng chi phí dự kiến khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ cũng đang bị đặt dấu hỏi.
Evergrande là doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Trung Quốc, nằm trong top 500 công ty lớn nhất toàn cầu với 200.000 nhân viên và tạo ra khoảng 3,8 triệu việc làm mỗi năm. Tập đoàn này cũng đang sở hữu 1.300 dự án tại 280 thành phố khắp Trung Quốc. Tuy nhiên những năm gần đây, Evergrande dần lún sâu vào nợ nần vì liên tục phải vay mượn để đầu tư đa lĩnh vực. Trong tháng 9 năm 2021, tập đoàn này đã thừa nhận việc không thể trả lãi đúng hạn. Theo một số nhà phân tích, Evergrande là tập đoàn bất động sản nợ nhiều nhất thế giới với tổng số nợ 300 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 2% GDP của Trung Quốc. Thông tin này đã tạo nên tình trạng rất đông người dân đã đến trụ sở tập đoàn tại thành phố Thẩm Quyến để đòi lại tiền đã đầu tư vào các dự án, tạo nên khung cảnh khá hỗn loạn. Huawei là chủ một công ty vệ sinh, đối tác của tập đoàn Evergrande, hợp tác từ năm 2017. Hiện nay, doanh nghiệp của Anh đang bị nợ khoảng 3,1 triệu đô la Mỹ. 90% doanh thu của công ty Anh phụ thuộc vào hợp đồng với Evergrande. Vì vậy, khi không được thanh toán số tiền từ tháng 6, Huawei đã ở bên bờ vực phá sản. Người đàn ông 50 tuổi này đã phải bán đi chiếc xe Porsche và căn hộ của mình để tạm thời cứu công ty. Tôi không có bất kỳ lựa chọn thay thế nào khác. Tôi phải bán chiếc xe của mình. Tôi đã mua chiếc Porsche này với giá 1,2 triệu nhân dân tệ, khoảng 186.000 đô la Mỹ. Nó đã 2 năm tuổi và đi được hơn 20.000 km. Tôi đã nói chuyện với cửa hàng và tôi sẽ bán nó với giá 850.000 nhân dân tệ, khoảng 132.000 đô la Mỹ. Tôi không thể đoán được ngày trả nợ của Evergrande. Tất cả những gì tôi biết là nếu tôi không trả khoản vay của mình, tôi sẽ bị đưa vào danh sách đen tín dụng của ngân hàng. Công ty của Huawei cung cấp dịch vụ dọn dẹp và bảo trì các căn hộ thuộc dự án của tập đoàn Evergrande tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Công ty này có hơn 100 nhân viên chính thức và 800 lao động thời vụ. Huawei cho biết hiện anh chỉ còn trông chờ vào chính phủ Trung Quốc để giải quyết cuộc khủng hoảng. Chúng tôi đã đến trụ sở Evergrande Quảng Châu để thảo luận về việc trả nợ. Chúng tôi cũng yêu cầu sự giúp đỡ từ bộ phận bảo lãnh của chính phủ. Điều chúng tôi có thể làm bây giờ là tin tưởng chính phủ sẽ giúp chúng tôi giải quyết. Nhưng tôi cũng đã phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tôi cũng không biết phải làm gì vào lúc này. Tôi đã đến gặp người đứng đầu và họ nói rằng họ không thể trả cho chúng tôi khi chưa có tiền. Công trình mang tính biểu tượng cho tập đoàn Evergrande ở lĩnh vực thể thao là sân vận động có sức chứa 100.000 chỗ ngồi, trị giá 1,7 tỷ đô la Mỹ, nằm tại Quảng Châu. Được khởi công năm 2020, đây được dự đoán sẽ là kỳ quan mới của thể thao thế giới và là sân nhà của câu lạc bộ Quảng Châu. Mặc dù vậy, những ngày gần đây, nhiều người tỏ ra lo lắng về tương lai của công trình này sau những khủng hoảng của Evergrande. Tôi lo họ không tiếp tục công trình và rời đi. Hy vọng điều xấu nhất không xảy ra. Cả một công trình lớn như thế này, thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào nó. Làm sao có thể dừng lại được? Như vậy sẽ rất lãng phí. Hy vọng chính phủ sẽ không để điều đó xảy ra. Trước sự khó khăn của tập đoàn mẹ, câu lạc bộ Quảng Châu đang có động thái cầu cứu chính quyền tỉnh Quảng Đông hoặc tìm một doanh nghiệp tư nhân tiếp quản. Mặc dù vậy, điều này không hề đơn giản và tương lai của đội bóng 8 lần vô địch Trung Quốc đang bị lo ngại sẽ giống như nhà vô địch của mùa giải 2020, câu lạc bộ Giang Tô. Đội bóng đã giải thể chỉ 3 tháng sau khi nâng cúp. Cần nói thêm rằng, mặc dù thành công rực rỡ về thành tích, nhưng câu lạc bộ Quảng Châu chưa bao giờ mang lại lợi nhuận cho tập đoàn Evergrande. Thậm chí năm 2019, họ từng chịu khoản lỗ lên tới 298 triệu đô la Mỹ. Tạm gác lại câu chuyện của bóng đá Trung Quốc, chúng ta hãy cùng nhìn lại cục diện của bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở các trận đấu còn lại, trong khi Nhật Bản nhận trận thua thứ 2, thì đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu sắp tới là đội tuyển Oman cũng bất lực trong việc giành điểm trước Australia. Gặp đội tuyển Oman, các cầu thủ Australia nhanh chóng thể hiện sự vượt trội của mình. Ngay từ phút thứ 9, đội bóng của huấn luyện viên Graham Arnold đã mở tỷ số với pha lập công của Mabil. Mặc dù vậy, đội tuyển Oman cũng không dễ dàng chịu trận, vùng lên tấn công và có được bàn gỡ ở giữa hiệp 1. Tuy nhiên với những thay đổi chiến thuật sau giờ nghỉ, đội tuyển Australia đã trở lại làm chủ tình hình và lần thứ 2 vượt lên nhờ công của Martin Boyd. Đến những phút cuối, Mitchell Duck ghi bàn ấn định tỷ số chung cuộc 3-1, giúp đội bóng xứ sở chuột túi giữ vững mạch toàn thắng. Như vậy ở bảng B lúc này, đội tuyển Australia và đội tuyển Ả Rập Xê Út đang cùng dẫn đầu bảng với 9 điểm. Nhật Bản, Oman và Trung Quốc cùng có 3 điểm. Còn đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn chưa có được điểm nào ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ở lượt đấu thứ 4 diễn ra vào ngày 12 tháng 10, Trung Quốc sẽ gặp Ả Rập Xê Út.
Nhật Bản sẽ đón tiếp đội đầu bảng là Australia, còn đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Oman. Oman và Việt Nam đã gần 20 năm không đối đầu với nhau ở cấp độ đội tuyển. Tuy nhiên, tại các giải đấu ở cấp độ trẻ, chúng ta đã từng có những chiến thắng đáng nhớ trước đội bóng Tây Á. Có lẽ vẫn nhiều người còn nhớ trận thắng 2-0 ngay tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại Olympic Bắc Kinh năm 2008 và gần đây hơn là trận thắng vào năm 2018 ở giải đấu chuẩn bị cho ASEAN. Trước khi lên đường dự ASEAN 2018 tại Indonesia, Olympic Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có giải đấu giao hữu với ba đại diện nước ngoài là Olympic Uzbekistan, Olympic Palestine và Olympic Oman. Đây là giải đấu mà đội chủ nhà đã thi đấu xuất sắc và giành ngôi vô địch. Trong đó, trận đấu gặp Olympic Oman cho đến giờ vẫn là cuộc đối đầu để lại nhiều ấn tượng nhất bởi pha vẩy má ngoài tuyệt đẹp của Đoàn Văn Hậu đã ghi bàn thắng quyết định cho đội tuyển Olympic Việt Nam ở phút thứ 89 của trận đấu. Tại cuộc đối đầu sắp tới, dù Đoàn Văn Hậu vắng mặt vì chấn thương, nhưng người hâm mộ vẫn kỳ vọng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tái hiện một trận đấu đẹp và mang về những điểm số đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, sân Sultan Qaboos ở Oman cũng là một địa điểm gợi lại nhiều ký ức đẹp của bóng đá nước nhà, bởi 18 năm trước, cũng tại sân vận động này, đội tuyển Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn châu Á khi giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Hàn Quốc nhờ bàn thắng duy nhất của Phạm Văn Quyến. Thêm một thử thách trên hành trình hướng tới World Cup của đội tuyển Việt Nam. Thêm một trận đấu ở Trung Đông trước đội bóng Tây Á Oman. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang hướng tới những điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đón xem và cổ vũ cho những niềm hy vọng của các chiến binh sao vàng vào 23 giờ ngày 12 tháng 10 trực tiếp trên kênh SCTV 6.